Hello, xin kính chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Nông Cơ Huy Hoàng anh em nhé. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5 năm 2023. Cả chúng em xin review và lên sóng giới thiệu cho anh em tiếp tục một lô máy cưa xích đến từ thương hiệu Nhật bãi nội địa anh em nhé. Tất cả những máy đây là chuẩn cho anh em, là nguyên zin nguyên bản từ A tới Á luôn cho anh em. Đó, hàng chất lượng, nòng hơi chưa bung chạm cho anh em. Đó, trên sóng video có sao nói vậy, nên là anh em vui lòng xem kỹ video. Xem video giúp cửa hàng chúng em, các bác ưng ý con nào thì có thể liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng anh em nhé. Hôm nay cửa hàng chúng em ấy đánh dấu ký tự là lô chữ L anh em nhé. Tổng cộng gồm có 12 con máy cưa xích đến từ thương hiệu Nhật bãi nội địa. Đó, giá thành thì cũng khoảng tầm trên dưới 2 triệu, trên dưới 3 triệu cũng có. Hàng bên trên này là những phần khúc nho nhỏ. Và hiện tại cửa hàng chúng em thì có 3 con máy cưa tay cụt cho anh em về sử dụng cắt cành, tỉa nhánh, đồ linh tinh. Hàng bên trên là những sản phẩm nhỏ nhỏ để cho anh em sử dụng gia đình. Đó, anh em nào mà thích máy cưa hệ nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi về sử dụng gia đình thì anh em lựa những hàng bên trên này nhá. Giá thành thì cực kỳ rẻ luôn, khoảng trên dưới 2 triệu thôi. Còn anh em nào ấy ạ mà muốn công suất lớn hơn một tí xíu, hàng chất lượng hơn một tí xíu thì anh em lựa cho em hàng bên dưới anh em nhá. Đó, mấy cây hàng bên dưới này. Đó, những hàng bên dưới này là những hệ nòng đứng và máy móc thì có công suất có phần lớn hơn một tí xíu để cho anh em cắt gỗ lớn hơn. Giá thành thì khoảng tầm trên dưới 3 triệu, tầm khoảng 2 triệu 6, 2 triệu 8 rồi 3 triệu đó. Vâng, và hôm nay thì cứ ký hiệu là lô chữ L này. Anh em ưng con nào nhấc máy lên điện cho cửa hàng chúng em, báo cho em cái mã là lô chữ L. Hô anh muốn chốt con L1, L2, L3, L4 này thì anh em chỉ cần đọc cho cửa hàng chúng em thôi, đọc địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho anh em. Và cửa hàng chúng em ạ, không cần cọc trước cho anh em luôn, không cần cọc trước để cho anh em yên tâm đặt hàng nhá. Hàng tới đúng máy trên video, lên sóng nói như thế nào, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, test nổ rồi thanh toán. Anh em không cần phải cọc trước đâu ạ. Và nếu mà anh em chưa biết cách sử dụng ạ thì anh em hãy kết bạn Zalo cho cửa hàng chúng em. Khi hàng tới, anh em chỉ cần việc gọi điện thoại qua Zalo cho cửa hàng chúng em, gọi video ấy thì cửa hàng chúng em sẽ hướng dẫn sử dụng chi tiết trên thẳng cây máy mà anh em đặt luôn. Nên là anh em cực kỳ yên tâm nhé. Đầu tiên hôm nay lô lên sóng là có con máy Echo Kyrit V3400, giá 3 triệu đồng anh em nhé. Con này theo máy là một cây lam Latin luôn này, một cây lam Latin luôn anh em, cực kỳ đẹp. Đấy là con L1 ạ. Hiện tại con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3 triệu đồng. Con thứ hai là con máy cưa Komatsu Zenowatt G3401. Con này thì cực kỳ bán chạy tại thị trường rồi. Tích hợp chụp giật trợ lực này, bô giảm âm này, hệ thống nhún lò xo này, e gió tự động này, có núm mâm xăng cho anh em, thắng xích sử dụng đầy đủ, 2.600.000. Con này thì cho anh em về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại. Con này thì về anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại. Một con máy cưa Echo Kyrit V3200, công suất 34cc. Con này 2.800.000, về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại. Một con máy cưa Echo Kyrit 3300, công suất con này là 33cc, tích hợp lam Latin luôn anh em nhá. Lam Latin luôn. Con này thì 2.250.000 thôi. Công suất nhỏ nhỏ về cho anh em sử dụng gia đình. Con này 2.250.000 về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại anh em nhá. Vâng, mà con máy L5 à, hôm nay thì chúng em thì có lên sóng cho anh em một con máy cưa siêu khai thác luôn, 52cc nhưng mà giá thành cực kỳ rẻ, chỉ 1.600.000. Con này thì nó là hệ máy mới anh em nhé, có tích hợp chụp giật trợ lực, lam dài 50 phân, xích xài xích lớn luôn. Con này là hệ máy mới chứ không phải là hàng bãi Nhật anh em nhé. Hôm nay thì chèn vào lô hàng bãi Nhật thì có một con máy mới để cho anh em là có nhu cầu kinh phí thấp thì mà cần tìm một chiếc máy lớn lớn ấy, thì không biết lựa con nào thì hôm nay thì em lên sóng có một con Yamano hàng máy mới anh em nhé, 1.600.000 thôi ạ. Vâng, và con L7, một con máy cưa Hitachi tay dài 1.900.000. Đó, 1.900.000 cho anh em về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Một con máy cưa Tanaka 33cc 1.950.000 về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại. Một con máy cưa Hitachi. Đó, con này thì về anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Và có một con tay cụt hệ Tanaka về cho anh em cắt cành hoặc là những cắt những gốc cây nhỏ nhỏ bằng cái phích nước hoặc là bằng bắp chân bắp đùi đấy ạ. Cần máy nhẹ nhẹ mà nhỏ gọn. Con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em nhé. L10
và một con máy cưa Tanaka tay cụt tiếp, con này thì L11 giá 1.800.000 thôi. Và cuối cùng là một con máy cưa Tanaka tay cụt tiếp, con này thì công suất lớn này, 33cc cho anh em luôn. Con này thì giá 2 triệu đồng, thương hiệu Makita anh em nhá. Vâng, và tổng cộng hôm nay lô 12 con, thoải mái cho anh em sự lựa chọn. Anh em nào ưng ý con nào thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng anh em nhá. Và bây giờ thì sẽ có video test nổ từng con một, cũng như là để giới thiệu chi tiết anh em ưng ý con nào thì đặt hàng cho nó dễ dàng anh em nhá. Dạ vâng, đầu tiên là con máy L1 anh em nhá. Một con máy đến từ thương hiệu Kyorit. Con này là đời Echo V3400 anh em nhá. Đó, CSV3400 đây ạ. Máy móc cái chuẩn zin Nhật nội địa từ A tới Á cho anh em luôn. Hàng chưa bung chạm máy móc luôn anh em nhá. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Riêng con này ạ thì theo máy nó là một cây lam Latin cực kỳ đẹp luôn này. Anh em nhìn qua. Đó, một cây lam Latin, đầu Latin khá là còn dày dặn và đẹp anh em nhá. Cây lam xích, xích thì vẫn là xích zin của nó, lam là lam zin. Là con này sử dụng nó là xích mini anh em nhá, xích mini cho anh em về cắt gỗ, cắt đồ linh tinh nhẹ thì cực kỳ tiện. Lam con này dài mặt cắt là được 35 phân mặt cắt cho cây lam. 35 phân mặt cắt anh em nhá. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên này. Có thắng xích đầy đủ anh em nhá. Giá con này là 3 triệu đồng. Cửa hàng chúng em miễn phí vận chuyển cho anh em. Đó, về anh em chỉ việc thanh toán đúng là 3 triệu đồng thôi. Cam kết cho anh em máy trên video như thế nào thì em sẽ gửi trực tiếp cho anh em xem luôn. Đó, hàng tới anh em kiểm tra cứ đúng như máy trên này thì anh em nhận hàng. Đó, anh em không phải lon tan mà lo về vấn đề đấy. Nóng hơi thì cửa hàng chúng em thì đã kiểm tra cho anh em hết rồi. Nóng hơi thì đã tháo ra, cửa hàng chúng em đã kiểm tra cho anh em nóng hơi cực kỳ là còn đẹp anh em nhé. Đời con này thì nó có xả áp luôn cho anh em về sử dụng. Nó có xả áp cho anh em sẵn để cho anh em sử dụng anh em nhé. Anh em là muốn giật nhẹ nhàng cây máy thì cứ bật cái xả áp lên anh em giật. Còn anh em nào mà có sức khỏe rồi thì không cần phải giật nữa, không cần phải bật xả áp nữa. Đây, cái xả áp của nó đây anh em nhé. Có xả áp ở đây này. L2 là một con máy cưa thương hiệu Komatsu Genawatt. Anh em nào mà thích máy móc bền bỉ với hệ tiết kiệm nhiên liệu ấy, con này thì nó là top đầu luôn, hàng Nhật nội địa anh em nhé. Nó thiên về bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống của con này thì được tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này. Có núm mâm xăng phụ đầy đủ, e gió tự động, e gió tự nhảy luôn anh em nhé. Đấy, e nhỏ bóp ga cái tự nhảy. Có núm mâm xăng giúp cho anh em giật nổ cây máy nó dễ dàng hơn, lên xăng nhanh hơn. Hệ thống nhún của nó là nhún treo, nhún treo là nhún lò xo anh em nhé. Đó, tất cả nhún của nó là đều là nhún lò xo. Khi mà giật nổ cây máy ấy, hệ thống nhún treo lò xo là sao ạ? Thường thường nó sẽ là nhún treo bằng cao su, nhưng mà con này thì nhún treo lò xo thì nó cực kỳ êm tay luôn. Khi mình cắt thì nó sẽ không bao giờ bị sóc ở cái phần tay lái này, để cho anh em cầm nó có thể êm ái nhất. Thắng xích thì vẫn là sử dụng đầy đủ nguyên anh em nhé. Con này hệ thống bô giảm âm, tí nữa cả chúng em sẽ giật test nổ cho anh em xem qua. Phần chạy gang ti cực kỳ êm luôn. Con này thì lam dài mặt cắt 35 phân, có tăng giảm lam xích trực tiếp trên phần thân lam luôn anh em nhé. Và xích là sử dụng xích chung 91, xích dùng súng với sản phẩm của máy cưa điện đấy ạ, bán rất nhiều trên thị trường. Đó, khi mà cái máy nó rung ấy, thì nó chỉ có phần đầu máy này sẽ rung thôi, còn phần tay lái này thì hầu như là nó không rung anh em nhá. Đó, hệ thống nhún treo của nó thì cực kỳ chất lượng luôn rồi. Anh em nào thích bền bỉ thì con này thì thuộc dạng top luôn. 2.600.000 cho con máy L2 anh em nhá. Vâng, qua con L3, một con máy cưa đến từ thương hiệu Echo Kyorit V3200 cho anh em về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại. Con này thì công suất của nó là 34cc anh em nhá, nòng 38 ly,
Lam con này dài mặt cắt là được 30 phân. Xích sử dụng nó là xài xích chung 91. Xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Thắng xích thì vẫn là sử dụng đầy đủ nguyên cho anh em nhé. Hai ốc chân lam vận trực tiếp bằng khóa 10 này. Con này có xả áp cho anh em, giúp giật nổ cây máy nó nhẹ nhàng hơn. Giá chỉ 2.800.000 thôi, hệ nòng máy đứng. Với nhu cầu của con này thì nó thiên về là sử dụng gia đình là chủ yếu. Anh em nào về khai thác mà gỗ lớn thì con này thì không xử lý được, nhưng mà về gia đình thì cực kỳ bền và chất lượng cho anh em rồi. Thương hiệu Echo Curie thì hầu như lên sóng nào thì cả chúng nghe thì cũng có đều có thương hiệu này cả anh em nhé. Vâng, lại lên một con Echo Curie tiếp. Con này thương hiệu Echo, anh em nào mà thích hệ cưa mà giá cả vừa phải mà công suất nhỏ nhỏ để sử dụng gia đình, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại, thì hiện tại cửa hàng chúng em lên sóng cho anh em một con máy cưa 3300A anh em nhé. Con này còn núm bơm xăng đầy đủ cho anh em này. Và theo máy là một cây lam Latin luôn. Anh em thì đầu Latin có chất lượng không ạ? Đó. Xích sử dụng nó là xài xích chung 91 anh em nhé. Xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Hệ con này thì nòng 38 ly. Công suất 33cc cho anh em. Hai ốc chân lam và trực tiếp bằng khóa 10. Giá chỉ 2.250.000 thôi. Về cho anh em cắt gỗ đường kính 25cm đổ lại. Lam con này dài mặt cắt là được 35 phân anh em nhé, 35 phân mặt cắt. Cả cân nặng con này thì nó khoảng tầm 4,5 kg. Cả lam xích đầy đủ đấy ạ. Xăng cộ lam xích khoảng 4,5 kg. Thì chúng em thì có một con máy cưa mới đến từ thương hiệu Yamano. Con này thì nói chung là cửa hàng chúng em bán xả luôn, chỉ 1.600.000. Hệ máy cưa mới anh em nhé, có tích hợp trục giật trợ lực này. Con này thì công suất của nó là 52cc, hệ máy lớn để cho anh em chuyên về khai thác này, cắt keo chàm đủ linh tinh đấy ạ. Nòng của nó là 45 ly, giá chỉ 1.600.000. Con này thì cửa hàng chúng em thì đã test nổ rồi nên là bán xả cho anh em luôn. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 anh em nhé. Máy là máy mới luôn đấy ạ. Con này lam con này dài mặt cắt là được 50 phân mặt cắt. Tổng thể cây lam dài 55 phân anh em nhé. Xích con này thì nó xài xích 325. Gọi như là xích, gần như là xích lớn này. Để anh em chuyên về khai thác anh em nhé. Có tích hợp chủ giật trợ lực này. Giật rất là nhẹ nhàng cho anh em luôn. Anh em nào mà kinh phí không được cao mà cần tìm một chiếc máy lớn để về khai thác này, thì hôm nay chúng em lên sóng một con này để cho anh em bán xả cho anh em luôn nhé. Chỉ 1.600.000 miễn phí ship nữa. Miễn phí ship, lam mới, xích mới, máy mới luôn. Vâng, qua con L7. Vừa nay ở trên sóng video thì em đánh dấu nó bị nhầm mất, nó bị thiếu mất một chữ L6. L5 này lên tới L7 luôn. Nên là bị thiếu mất anh em nhé. Vâng, và qua con L7, một con máy cưa Hitachi. Công suất của nó là 30cc, về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đủ lại anh em nhé. Nhu cầu về cắt nhỏ gọn sử dụng gia đình, cân nặng cực kỳ nhẹ chỉ khoảng 4 kg thôi. Chỉ 1.900.000, thương hiệu Nhật bãi nội địa anh em nhé. Con này sử dụng nó là xài xích mini anh em này. Xài xích mini và con lam này dài mặt cắt là được 30 phân mặt cắt. Thương hiệu Hitachi Nhật anh em nhé. Nguyên zin nguyên bản từ A tới Z của anh em luôn.
này này là xài hai ốc chân lam luôn anh em nhé. Anh em nào mà thích hai ốc chân lam thì con này thì tích hợp cho anh em luôn, cực kỳ chắc chắn. 1.900.000 thương hiệu Hitachi. Vâng, và qua con L8 đến từ thương hiệu Tananka anh em nhé. Con này giá 1.950.000, công suất 33cc. Về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại. Con này sử dụng nó là xài xích chung 91, xích cùng chung với sản phẩm của máy cơ điện, lam dài 35 phân. Con này có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam luôn anh em, tăng giảm lam xích trực tiếp trên phần thân lam. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em. Con này thì một ốc chân lam, nhưng một ốc chân lam lớn, và chung lam 13 luôn anh em nhá. Giá 1.950.000 đến từ thương hiệu Tananka, công suất lớn cho anh em. Về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại. Dạ vâng, qua con L9 đến từ thương hiệu Hitachi tiếp. Về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Con này giá 1.900.000 anh em nhé. Lam con này dài mặt cắt là được 35 phân. Xích sử dụng nó là xài xích mini anh em nhé. Xích mini, máy móc vẫn cam kết cho anh nguyên zin từ A tới Z. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13, à bạn bằng khóa 10. Cực kỳ chắc chắn cho anh em rồi. Và bây giờ thì qua mẫu cưa tay cụt này. Một con máy cưa đến từ thương hiệu L10, thương hiệu Tananka. Giá 2 triệu đồng. Con này thì 33cc, có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em. Có núm mâm xăng phụ. Con này sử dụng nó là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện anh em nhé. Lam dài 35 phân mặt cắt, có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam luôn. Đó, thương hiệu đặc trưng của Tananka. Một ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 anh em nhé. Ốc chân lam lớn anh em. Về cho anh em mà không phải lan tan rồi. 2 triệu đồng về cho anh em cắt gỗ mà bằng bắp chân bắp đùi, bằng cái phích nước đổ lại đấy ạ. Hoặc là cắt cành đồ linh tinh nhá. Cần một chiếc máy mà cầm một tay đi có thể làm được. Công suất nhỏ nhỏ, nhẹ nhàng. Dạ vâng, một chiếc con tay cụt đến từ thương hiệu Tananka 32cc anh em nhé. Anh em nào mà kinh phí thấp mà cần tìm một chiếc máy cưa tay cụt giá rẻ, 1.800.000 thôi. Con này thì nhưng mà vòng tua nổ con này thì cực kỳ lớn luôn anh em nhé. Khỏe cho anh em. Xích sử dụng nó là xài xích chung 91. À quên, xích mini. Lam con này dài mặt cắt là được 30 phân anh em nhé. Về cho anh em mà cắt nhẹ nhàng, cắt củ đồ linh tinh đấy ạ. Dạ vâng, cuối cùng là con L12 đến từ thương hiệu Makita, công suất lớn 33cc anh em nhé. Đối với hệ máy cưa tay cụt ấy ạ, mà công suất 33-34cc là thuộc cái dạng là lớn nhất về hệ máy cưa tay cụt rồi anh em nhé. Không có lớn hơn nữa đâu ạ. Con này thì công suất lớn cho anh em về cắt gỗ, nói chung là về cắt gỗ mà nó to to một tí xíu ấy, mà vẫn thích hệ máy cưa nhỏ gọn. Hãy lên sóng cho anh em. Makita giá 2 triệu đồng. Con này thì có thắng xích anh em nhé. Có thắng xích, có núm mâm xăng phụ. Con này sử dụng xích chung 91,
dùng chung với máy cưa điện này, lam dài 30 phân mặt cắt. Đó, tổng thể của cây máy này cho anh em xem qua. Này nó bị hết xăng mất rồi. Thì nếu mà các bác nào mà có nhu cầu muốn nghe test nổ cây lại cây máy này thì hãy kết bạn Zalo thì cả chúng em thì sẽ gửi video nhá. Em đang giật test nổ mà nó bị hết xăng mất luôn rồi. Vâng, và vừa rồi thì cả chúng em thì đã giật test nổ tổng cộng gồm 12 con máy cưa xích. Anh em nào mà ưng ý mẫu nào, ưng ý con nào thì hãy nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng, hoặc là kết bạn Zalo cho cửa hàng chúng em. Các bác báo cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đánh dấu trên từng con đấy ạ. Đó, các bác ưng ý con nào thì chỉ cần đọc cái mã đấy thôi. Cả chúng em sẽ ship đến tận nhà cho anh em. Và giá đã công khai trên từng con rồi, đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện, một típ mở buji, một chiếc rũa với một tô vít chỉnh tặng kèm cho anh em. Vâng, và bây giờ thì thời gian video cũng khá là dài rồi, cả chúng em xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh em vào video lần sau anh em nhé. Xin chào toàn thể anh em.